Mới đây, các bệnh viện cho biết nhiều phụ huynh đưa trẻ đi khám hậu COVID-19. Vừa qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận những trẻ đến khám hậu COVID-19, phổ biến là những trẻ đã khỏi bệnh nhưng tình trạng ho vẫn dài dẳng. Theo các bác sĩ, biểu hiện của hậu COVID-19 ở trẻ nhỏ thường xảy ra như sau. Sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, nổi phát ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc. Một số bị ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung tư duy và rối loạn giấc ngủ hay các rối loạn tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy cá biệt có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Hiện tại, hậu COVID-19 vẫn là vấn đề mới và cần được nghiên cứu thêm. Do đó, có thể còn nhiều thay đổi về các triệu chứng, cách theo dõi, phát đồ điều trị bệnh nhân trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu trẻ được chuẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời thì diễn biến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo đối với trẻ mắc COVID-19 đã âm tính từ 2 đến 6 tuần, nếu có các biểu hiện nói trên, các gia đình không nên chủ quan, cần đưa trẻ đi khám để điều trị sớm.